Hôm nay là kỷ niệm 3 ngày mình yêu nhau. Wow. Em thích gì em chọn đi, anh bao tất nhá. Cảm ơn anh, đúng là yêu anh là sự lựa chọn đúng nhất của em. Chứ còn gì nữa. Viettel Store xin chào ạ, không biết em có thể giúp gì cho mình ạ? Em giới thiệu cho người yêu anh con điện thoại. What? Hai em là chị em sinh đôi à? Đây là lần đầu tiên bọn em gặp mặt ạ. Chắc là mặt em phổ thông nên là giống nhiều người ạ. Thôi để em tư vấn cho anh điện thoại ạ. Với cái nhan sắc hoa nhiều nguyệt thệ này thì chỉ có con Vivo Y36 màu xanh bên em thì mới xứng được với chị thôi ạ. Em là em thấy bạn ấy nói đúng đấy. Mình chốt con này đi anh. Thế con này bao nhiêu tiền em nhỉ? Dạ con này chỉ 6.290.000 thôi ạ. Rẻ thế thôi em. Nhưng mà hôm nay là anh còn đúng 5.990.000 thôi. Hay là lần sau đến mua nhá. Dạ vừa đúng lúc con Vivo Y36 bên em đang có chương trình giảm 300.000 và giảm 1% tối đa 200.000 khi thanh toán qua Zalo Pay áp dụng đến 30 tháng 9 á. Còn nếu như mình thích ý thì anh cứ yên tâm, bên em đang có chương trình trả góp 0% ạ. Các em nhớ ưu đãi nhỉ. Thế bên mình là thanh toán như nào em nhỉ? Hôm nay anh lại quên không mang tiền mặt. Dạ bên em thì có đầy đủ máy quẹt thẻ, Zalo Pay, Viettel Money. Không biết là mình muốn thanh toán theo hình thức nào ạ? À úi giời, anh lại quên mất. Anh lại để hết đồ ở chỗ thằng em anh rồi. Mà giờ nó đang đi vệ sinh, chắc là thôi để hôm khác em nhé. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Sao thế anh? 5 minutes later. Dạ em gửi chị ạ. Viettel Store xin cảm ơn ạ.